Lan Vy xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Vy gặp được anh Nguyên. Bây giờ xin mời các bạn hãy theo dõi video anh Nguyên nha. Hôm nay anh khỏe không? Khỏe. Dạ. Tới cuộc sống mới đỡ ra lại. Dạ. Có ngày đi kiếm ăn. Vậy hả? Dạ. Sáng anh ăn gì chưa? Ăn mấy cái bánh vú cà phê. Vậy hả? Dạ. Giờ chạy xe đạp đi á. Đi xe đạp đó, đi lên tới Mắc Kia được. Vậy hả? Dạ. Dạ. Tới đó làm gì vậy? Dạ. Tới đó làm gì? Dạ, bác sĩ để cho đưa lấy thuốc lại. Vậy hả? Còn phát không? Phát đồ ăn kìa, đi ra lấy đồ ăn. Anh đi ra lấy đồ ăn dạ, đi. Dạ. Dạ. Kiếm tiền kìa. Sữa nó chứ không phải là sữa. Đại lâu quá sợ nóng nổi, có cái bình điện này nữa. Dạ. Nói để nó hỏi bạn đó mua coi có đồng ý cho lên đó ở không? Trên mù trên sắc lâm tố với bà cao gì á. Vậy hả? Đi khỏi chỗ này rồi. Anh muốn đi khỏi chỗ này hả? Dạ. Yeah. Sacramento thì nhà rẻ hơn. Không lẽ đi lại làm với tụi đó đó. Vậy hả? Dạ, nó trồng cần á, mình tưới nước tỉa rồi làm thôi. Vậy hả? Cần bây giờ nó là lý rồi. Dạ đúng rồi, yeah. Ta cho chồng rồi đó. Cho chồng lý rồi, bởi vậy. Dạ. Vậy anh lên đó phụ với bạn anh ha. Cứ 3 tháng là lãnh lương một lần. Dạ. Lương hả? 3 tháng anh. 3 tháng, 3 tháng cỡ nó nói cỡ từ 10.000 trở lên, nó nói không biết sao nó vậy. Vậy hả? Rồi 3 tháng 10.000 cũng được phải không? Trời ơi, cái đó nhiều lắm luôn á. Không, đối với chồng cần 3 tháng 10.000 đâu nhiêu đâu. Vậy hả? 10.000 thì nó mới có được cái 3 thao cần à. Nhưng mà chồng đó là hợp pháp rồi ha. Hợp pháp một cây nó có thể 6-7 pound rồi. Vậy hả? Dạ. Một phao mà cần ngon nó bán tới mấy ngàn đồng rồi. Dạ. Vậy là bạn anh chồng ở Sacramento. Dạ. Hồi xưa nó có cái tiệm massage ở dưới đây nè. Rồi xong nó đổi về hướng tụi Việt Nam vô nó khóa, nó quậy quá, nó bán đi. Xong nó về Morgan Hill nó mở cũng không làm ăn được. Giờ nó mở đi mua đất chụp bằng luôn. Vậy hả? Nói với bạn nó hùng lại mua 10 mẫu đất. Giàu dữ vậy đó hả? 10 mẫu đất nhiều tiền à. Nhưng mà một trên kia nó rẻ. Giờ em thấy Việt Nam lên nó trên đó nhiều lắm luôn á. Khu gì đó đất rẻ. Dạ. Bây giờ mấy người mà nghèo khổ ta mua nhà không nổi, ta đi mấy chỗ đó đó. Dạ. Đó là ta mua nhà mua đất ta ở. Giống như trên Sáng Nam Tô nó gần thành phố, nó gần Sáng Nam Tô gọi là thành phố gì cũng nữa. Mà hồi đó nó không có nhà cửa, bây giờ nó mọc đầy chưa. Dạ. Thành phố gì quá kêu rồi, em cô vậy đó. Dạ. Mà ở đó là bây giờ á tiệm Việt Nam đồ lên đó nhiều lắm. Dạ. Yeah. Người Việt Nam lên đó ở nhiều. Em cô bây giờ thành phố đang nổi tiếng, đang lên. Dạ. Bên trong đây có vì cái tin rồi, trong đây nó có ma nè. Vậy hả? Ma đèn á. Vậy hả? Trời ơi. Bữa nào lên đây buổi tối ngồi thì thấy rõ luôn. Anh thấy gì? Ma đèn á. Ma đèn trên đó hả? Ma đèn mà nó bay á. Trời ơi. Sáng rực luôn, nó bay nó nhảy nó làm thế giới đó. Vậy hả? Ừ, chị thấy cái chỗ này không ai tin hết trơn á. Vậy hả? Mà nó có thật thiệt. Là chính anh thấy á ha. Làm cái gì mà sai á, nó chỉnh liền. Vậy hả? Cái đèn nó chỉnh á. Vậy hả? Nó chỉnh á, nó kêu đừng làm. Nó lắc vậy á. Vậy hả? Ba cái đèn này, ba đèn thần á, chị biết không? Ừ. Ba cái đèn thần á. Lúc mình mới đến á, không thấy nó nha, khoảng chừng 5 phút sau là có mặt liền. Nó hay lắm. Vậy hả? Ma thần mà. Lần đầu tiên em mới nghe anh nói. Ma đèn á, bởi vì nghe nói ma đèn ở đây sao? Ghê lắm. Dạ. Buổi tối á, buổi tối mà lên đây là coi là mới biết. Ma đèn nó bay đi đâu. Hỏi chứ cái cây cao chứ làm sao ai mà dám lên đó bắt cái đèn. Dạ. Mà anh thấy á. Thấy. Trời ơi. Đó kìa, đó kìa sao kìa. Bữa đó anh đọc cái số điện thoại của anh đó, có người gọi anh không? Có một người gọi đó. Vậy hả? Ờ, đây là thằng bạn nó gọi đó. Vậy hả? Ờ. Bạn của anh là coi phim xong rồi gọi đó hả? Nó gọi đó, nó gọi đó. Dạ. Vậy cái số phone của anh là số mấy, anh lặp lại đi anh? 669-285-4930. Dạ. 669-285-4930. Gọi là kiếm anh là đi lâu quá không gặp, nó gọi nó mừng vậy. Nó tưởng đâu bên này có công an việc làm lên rồi biến mất. Dạ.
Ừ, không ngờ làm cái nhà ở ngoài đường. Dạ. Không mà thấy cũng hồi xưa á, nó là em nuôi của bà Kim Anh á, dạ. Ca sĩ Kim Anh đó biết không? Rồi, đi chơi gặp xong lúc cùng vô hãng làm chung luôn. Quen từ đó tới giờ cũng ba mấy gần 40 năm có chứ, hồi 82 tới giờ. Và thằng đó nó hiền lắm. Em cũng mừng cho anh để cũng đâu cũng còn sót lại một người. Còn sót lại người kia anh hả? Sót lại một người. Nhiều khi á, bạn bè ha, người thân đồ á thì á, kéo mình lên dễ dàng hơn. Có mấy người quen bây giờ nó cũng khá giả lắm mà thân lắm. Mà nó bỏ đi hết, một đứa thì bên New Orleans, một đứa thì Arizona đó. Thằng này cũng nhận hay chứ. Vừa dốt vừa ấy mà sao biết sao về Việt Nam cưới được con vợ bác sĩ á, mà qua đây sống ngon lành. Bây giờ nó coi tới mấy tùm neo mà. Vậy hả? Cuộc đời đâu biết được anh Nguyên. Không biết được. Đâu biết được, nhiều khi tương lai của anh cũng vậy thôi. Có nhiều người bên Việt Nam nha, người ta cũng có muốn cuộc sống bên này lắm đó, biết không? Đi đâu về vậy? Ồ, đó là chiến lắm á, đường đường xào chiến lắm á. Có quẹt hả? Đi làm chuồng gà nhịch nó bị lỡ cái ngón tay cưa luôn rồi. Ở đâu? Vậy hả? À, bị infection đó. Bởi vì đụng cái gì cái nó đâu rồi. Dạ. Con tay làm chậm việc lại. Dạ. Cái này người ta sơ khởi là 750.000 á. Dạ. Phải mất đi con tay, mất cái thuận với trái nữa mà. Dạ. Nhưng mà em thấy não của anh lẹ, không có chậm. Tuy dạ. Là ngón tay chậm nhưng mà bộ não của anh lẹ chứ không có chậm. Thì hả? Dạ. Sao biết được? Đâu em nghe nói chuyện là em biết mà. Yeah. Tương lai của anh là đi lên chứ không xuống đâu. Cố gắng lên nha anh Nguyên. Thương cho mấy đứa em này. Giúp cho nó mua xây nhà cửa rồi này, mà không đủ để mà giúp cho nó. Cũng ráng mượn thì nhà băng nó xây xong hết rồi. Nhà đẹp ghê hồn. Đứa em gái Úc á. Yeah. Em gái Úc của anh hiện giờ ở đâu? Công Ranh. Còn đứa em gái cùng cha cùng mẹ khác cha, bây giờ có chồng thứ hai đó. Hồi đó mới làm toàn thị trấn gặp cặp chồng rồi nào chỗ đó đó. Sinh được đứa thằng con nhỏ sinh năm 73, giờ cũng bốn tuổi rồi. Cái đây 6-7 năm á, một tuần gửi nhất cũng phải 1.000 đồng, còn không đủ luôn. 8 thùng quà mỗi tới Noel là 8 thùng quà rồi, 7-8 thùng quà rồi. Là không nổi. Dạ. Không lẽ bây giờ mình gửi một chỗ nó đem tới kia chia phân phát là không được. Gửi đứa nào cho gửi một đứa một, xong gửi đứa kế tiếp, xong không có chia chác mấy câu cái lộn xộn, cái thấy đồ con dím đi á, dạ. Rồi phải đang được cự lộn nữa. Dạ. Bởi vì rồi chừng nào anh chuẩn bị anh đi lên trên Sacramento để nó cho biết cái đoàn bạn coi đồng ý hai đứa hùng lại mà vậy hả? Ừ. Thì lên nó làm việc thì bất công cho tụi nó thôi. Dạ. Thì giống như anh đi làm công người ta trả lương vậy. Dạ. Thì á cắt rồi tưới nước vậy đó. Dạ. Mà tưới nước đâu phải mình múc mình tưới ra nó có dòi, nó có ấy đồ đàng hoàng, mình bật lên cho nó chạy thôi à. Vậy hả? Dạ, chứ đâu phải mình múc nước đi tưới đâu. Cái đó phải học chứ bình thường đâu biết làm. Dạ. Bật lên là nước nó tưới thôi, giống như cỏ vậy nè. Dạ. Rồi cắt tỉa hả? Cái nào giống như cây kiển mấy vậy? Cái cành mà nó khô mình cắt bỏ. Dạ. Cần bây giờ nó legal rồi. Dạ.
ở đây nó bán nhiều lắm, rồi mà có ID vô là nó bán thôi. Dạ hả? Bán, mà... bán giống như có thuốc lá gì đó. Dạ. Không có không rẻ mấy mà cần ngon á, người ta tranh đua người ta nha, ai cũng muốn chứ cần ngon không á. Cần ngon là sao ha anh? Ngon là sao? Dở là sao ha? Dở là nó không có đủ chất lượng á. Hút nó không có được. Cần ngon là hút vô cái là nó êm dịu liền. Còn mà nó không ngon nó vô người mình nó không có phê, nó không có giống như được ấy. Dạ. Dù như mấy cái vết thương bị vết thương rồi hút cần vô nó giảm rất đau á. Dạ. Hồi xưa đó cái vấn đề mà cần mà ta gặp bác sĩ để xin có license mới cho được trồng bao nhiêu cây đó. Dạ. Xong cuối cùng có nhiều người làm quá xong nó open luôn, mở luôn. Chú ruột của bà già đó, hy vọng ông biết ông già quá chứ ông không coi phim ảnh gì đâu, ông đâu biết. Còn mấy người cô, cậu thì người ta có cái trình độ cao quá, người ta không có coi phim ảnh gì đâu. Dạ. Mấy phim này cho người bình dân coi hà. Dạ. Chứ còn mấy cô cậu toàn là bác sĩ, kỹ sư, bác sĩ, luật sư không à, không dám gạch. Coi đâu. Dạ. Cái này là con của mấy con của chú ruột của bà già, mình kêu bằng cô cậu đúng không? Vậy hả? Đúng rồi. Là cái như là em chú bác của bà già, mấy đứa này đó là em chú bác của bà già. Dạ. Là mình phải kêu bằng cậu. Dạ. Hay là cô gì đó. Trời ơi, cái bà cô Út rồi, lúc 2 tuổi bây giờ 40 mấy tuổi, đẹp gái ghê. Vậy hả? Vậy gia đình của anh là dạ. Mấy người đó cũng khá không á chứ? Khá nhưng mà không có gần gũi đâu. Dạ. Dạ. Hồi đó mới qua ở chung với gia đình ổng, ở không được. Tại nề nếp quá, ngăn nắp quá, bình làm cái gì cái bị la, bị chửi liền. Dậy mà ngủ phòng khách á, tại nhà con đông quá, ổng tới 11 đứa con rồi mà. Một đứa con mà có 2 thằng con trai à. Ngủ phòng khách á, con ổng cũng ngủ phòng khách luôn á, ngủ dậy mà quên sơ ý mà đi báo áo, không có chịu xếp mền á. Dù về tới là la nạt liền. Tại lật đầu phải xếp áo cho lẹ đi. Hồi mới qua cũng khổ chứ đi vào báo buổi sáng rồi buổi chiều 2 cử đó, tháng cũng kiếm được 400 mấy, mà thời đó 400 mấy là lớn lắm. Xong ăn tiền welfare được 400 mấy chục đồng nữa, tiền welfare nó cho 18 tháng đó. Xong rồi mấy người bên đây có nó cho welfare ăn không? Giờ em đâu có biết cái vụ welfare, mà em cũng đâu có nghe nói welfare gì đâu. Welfare đó nó cho 18 tháng. 18 tháng người nào mà dưới 18 tuổi thì nó cho ăn tới 21, mà người nào trên 18 tuổi nó cho 18 tháng thôi. Dạ. Sau đi vô học và ông gửi vô học trường chấp co trường giống như là đào tạo nghề nghiệp á. Vô học cũng được, sau cái leo rào nhảy nó đi luôn. Dạ. Tại vì vô đó phải ở đó nội trú mà. Dạ. Ăn ở đó đó. Phải nghe lời ổng được vừa chịu khó nghe lời cũng đỡ khổ phải không? Mà đâu biết được đâu. Sau lên xong gia đình sao tự nhiên đùng ra có trúng bánh làm ăn ngon lành giàu có luôn. Trời tiền đó nhiều lắm. Nghĩ tới hối hận rồi biết không? Uống một cái bài không tay làm một năm á. Nghĩ lúc mới 26 tuổi không biết khờ quá ham vui đó. Tham vui đủ trường đi thì thứ năm thứ sáu thứ bảy nhật mỗi lần đi vậy rồi mình cũng phải bao hết rồi đó. Tuần vậy bốc bao nhiêu tiền, cứ lần đi vậy là tới 500.000 đồng. Sau rồi đụng gặp quen con nhỏ đúng trong cái gia đình cờ bạc luôn, thôi chịu thua luôn, cứ mượn có bao giờ trả đâu, cuối cùng là xong luôn à. Tại vừa ngay con nhỏ đó đưa vô cho nó để làm quân cờ đồ có lý để mà mượn lấy tiền phải không? Con nhỏ này đó, cô này đó. Vậy hả? Là quen sơ thôi, quen trong gia đình rồi quen nó thơ đi chơi chung với nhau vậy đó, cũng ở chung luôn, mướn cái apartment một phòng ở sau trường khu chợ Lan đó. Ở xong rồi thấy không được tiền bạc cứ ra không rồi chết rồi thôi dọn đi luôn. Hồi xưa gặp mỗi lần gặp đó hồi xưa phải chịu lấy rồi bây giờ đâu có cái cảnh này. Nhưng mà giờ thấy anh tỉnh hơn chị. Tỉnh hơn ha, đó cái nó khùng luôn rồi. Nó khùng, nó chơi ba thứ quỷ gì đó chứ khùng.
Còn anh tránh mấy cái đó, anh không có chơi mấy đó. Không chơi, lâu lắm đó, mấy người đây vòng đây mời cái cũng chứ cái bật cái một hơi một rồi bỏ đi à. Chứ không có chơi giống mấy người này ăn nằm chơi hoài suốt ngày suốt đêm đâu, không có. Phải dành thời gian mình phải chia ra rồi mình làm cái này làm cái kia chứ. Nhiều khi không muốn chơi đó, biết trước vậy phải né liền, hút một hơi phải né. Lịch sự người ta cứ người này nó ở mời một hai hơi giọt. Còn giờ không ít cái khi nào mà bỏ tiền mà không bao giờ bỏ tiền mà mua đó, khó lắm. Tiền không có sinh sống rồi làm gì mà mua ba thứ đó. Cái bữa rớt cái bóp mà mấy tiếng hồ mà kiếm lại được hay vậy? Giấy tờ đầy đủ hết. Rớt cái giữa đường chạy xe đạp á. Tại vì tôi chạy xe đạp á, ở trong khu này á, mình có quyền chạy xe đạp, có quyền. Nếu mà nó không có cái bay lên á, mình có quyền chạy giống như sơ, đường sơ vậy đó. Mà những cái người mà người ta không có biết á, đứng sau bóp kèn. Bóp kèn là ẩu rồi, người ta chạy xe đạp á, mà không có bay lên á, người ta chạy giống như sơ thôi. Chứ bây giờ không có bay lên mà chạy vô vạn người ta động chết. Từ lúc chạy xe đạp tới giờ cũng lâu quá. 2014 tới giờ. Yeah. 2014 có 3 chiếc xe, 2 chiếc xe ben, 1 chiếc Camry á. Đậu trong khu này tụi nó phá hư hết. Thô đi hết. Xuống cái suối là từ 2013 đúng rồi. Ở trong vòng khu này là 3 năm tới 2016 bỏ chỗ này. Tụi nó đi mỗi lần đi vô nó trộm cắp phá tụi bùm ra bỏ đi chỗ khu này, bỏ đi. Thấy cái đèn nó mới mọc rồi không? Thấy nó mọc rồi. Đâu? Hay lắm đây nè. Thấy nữa hả? Thấy đèn nữa hả? Chiếu đây nè, đây nè. Nó chiếu vô anh hả? Chiếu vô á. Vừa nói cái nó biết nữa không? Nó biết luôn á. Vậy hả? Ban ngày mà nó còn chiếu vô, ghê thiệt á. Mà anh nói cái gì nó chiếu? Thường thường anh nói gì mà không đúng nó chiếu hay là ở đây nó đúng? Nó nghe hết. Cái đèn nó nghe hết, nó biết hết á. Vậy hả? Cái đèn đó giống như là cái night camera đó. Nó bay được, nó dình vô trong cái cây nè. Vậy hả? Bây giờ không có ai biết được đâu. Thầy này nó biết được mà không nói. Vậy hả? Vừa nói cái nó bắt biến mất rồi. Vậy hả? Cái hay lắm. Để ý á. Ở chỗ đây nó có mấy cái camera ngầm á. Nói gì nó nghe hết rồi, nó biết hết. Vậy hả? Làm gì nó biết hết rồi. Oh. Mình cứ nghĩ người ta không biết, biết hết á. Tại nó không có đáng để đâu mà nó làm việc bắt bớ thời buổi này. Bây giờ phải đi lo gặp bà Social Worker đó, để coi sao. Bữa nay thứ 6 đó, mà chờ tới thứ 2, thứ 3 gì đó đi gặp bà để hỏi bà xin cái tiền EDD á. Thì nó bỏ vô phone, nó nói mình có đủ qualify xin cái tiền đó. Oh, thank you. Thank you. He's inside. Right here. Anh Đạo ơi, có người cho tiền nè anh Đạo. Đạo ơi. Dạ. Nè nè. Trời ơi, cảm ơn. Chị Trang, chị đứng ở trong kia kìa, để em kêu. Khùng mà. Khùng á, bây giờ nó khùng rồi. Anh ngồi chở em nha. Mắt đi á. Chị Trang ơi. Chị Trang. Mắt đi á. Tức cái bỏ đi khỏi chỗ này luôn á. Vậy hả?
thằng bồ đó là bán ba cái đồ truck ở dưới đây nè. Dạ. Cái cặp á, chút đó, anh chia sẻ coi. Cái chút dầu á, cái hả? Này là hút nó bỏ bỏ hút thuốc điện. Ờ, anh muốn cai cái thuốc kia, cái thuốc này thì anh phải qua cái tiện, này hả? Nó tiện, một cái bình vậy hai mấy đồng. Bây giờ mình đi hút cái thuốc gói đó, 10 đồng một gói, một tháng tới 300 đồng, cái này có tốn có hai mấy đồng rồi. Vậy hả? Hai mấy đồng một tháng. Nhưng mà nó cái này nó có độc không ha? Ai gọi? Và cứ nằm nướng xong rồi ra đi trễ rồi đâu lấy ăn được đâu. Mấy chiếc cam tao bỏ rồi mình đi bỏ về ăn kìa. Con nhỏ mi trắng bữa gặp chị ở đây nè, xong về nó cho thùng đồ ăn Việt Nam á nha, nó biết được á. Ở nó mua gạo Việt Nam luôn. Dạ. Gạo dầu hồng dài, gạo Thái Lan á. Dạ. Nó này biết hay, nó mua ớt, cà phê, đường này nọ, làm trong phần đồ ăn ấy cho 20 nữa. Vậy hả? Bạn nhỏ em trắng là mới quen đây thôi. Dạ. Tại lúc đó cô ở ngoài đường nó giúp nó đó. Xong rồi bây giờ nó có việc làm trong chỗ shelter, chỗ homeless đó. Dạ. Cũng được lương cũng mười mấy 20 đồng giờ gì đó. Tới thăm nó cho đồ. Dạ. Mình làm sao nhiều khi chơi ba cái thứ này vô đồ dễ bị khủng hoảng, mất tinh thần lắm, người ta không có biết đường mà để ấy đó, dễ giờ chết lắm. Dạ. Chắc quá học mà đi làm bất cứ ai cũng gì á, cái người mà mướn làm á nó lại thích mới chết chứ, cái người mướn làm á nó cho tiền thêm không cho cái thằng chủ biết, không cho thằng mà nó mướn mình đi làm á. Dạ. Chỗ nó cho tiền thêm anh siêng năng. Dạ, làm ngăn nắp sạch sẽ đàng hoàng rồi. Thấy gì đó. Dạ. Cái thằng nào đó đi làm cho thằng kia đó 42 ngày á. Tính ra một ngày mà nó nói một ngày 100 thì quá rẻ. Thời buổi này 100 ngàn làm có trách sinh mà 100 là lương ít lắm. Dạ. Cứ mỗi lần về đưa cái 50 lên thôi, để tao giữ 50. Mày xài 50. 50 để dành lại mua xe rồi nọ. Kiểu giống ăn chặn mình á, nó không chịu trả tiền luôn á. Ông chủ thấy thằng này không được, xong cái ông cho nó nghỉ luôn. Dạ. không trả tiền đó, trả tổng cộng 50 ngàn rồi mà làm một năm chưa xong á, còn lại mười mấy 20 ngàn thì ông không trả nó, ông cho nó nghỉ luôn. Dạ. Thằng kia đòi xu á. Dạ. Tối ngủ sớm bởi vì chị thức dậy sớm mà không chịu. Từ cái chỗ anh ra đây là bao nhiêu phút nha? Đi xe đạp phải 15 phút à? Vậy hả? 15 phút, xe đạp 15 phút. Dạ. Kệ phương tiện đi xe đạp, mình tập thể dục rồi đỡ tốn xăng luôn. Đúng rồi, cái xe này chạy tới đâu cũng tới đó. Dạ. Chạy lên tới Bolonto luôn rồi. Đủ đồ nghề hết hả? Vừa nghe nhạc, vừa chạy vừa nghe nhạc luôn. Có cục pin tự động điện nó chạy ánh rắn mặt trời chung vô nè. Ờ. Anh xài bằng năng lượng mặt trời luôn. Dạ, đó. Bằng năng lượng mặt trời nó chung vô đây mình chết. Thế nó tự chết không? Vậy là anh đâu cần điện để. Không cần. Vậy hả? Cái này nó tự chết rồi. Cái này anh mua nhiêu cái nha? Cái này hồi đó mới ra bán 150 á. Bây giờ chắc nghĩ còn có 80-100 gì. Ờ, vậy là mấy anh ngoài trời cần cái này với là xong rồi. Ở ngoài này homeless á, mấy người homeless là làm gì có mấy cái này khó, chỉ có một mình có khó lắm. Dạ. Nó không mua được mà nó giờ nó có mua được, nó cũng bán, nó lấy ba cái đồ kia nó chơi à. Vậy hả? Dạ. Yeah. Có cái gì để bán cái đó. Cái này thấy cái gì mà quý có giá trị giữ lại. Dạ. Mình xài mà để mình làm lâu bền nữa. Dạ. Còn cái đèn satellite nó nằm điện vô tối mình chạy nó nhá nè. Qua bên kia nó mới nhá. Vậy hả? Có đèn đó để nó nhá lên để ta thấy anh. Để nhá, ta thấy nó nhá bốn bóng bên đèn bên này nè. Dạ. Không biết nó hết vô không đủ sao. Ban ngày nó không cháy được, ban đêm nó mới cháy được. Dạ.
có phải bịt cái lỗ lại nè, không ấy chung có cái quay phim bậy bạ vô đây nè. Bịt cái phân camera đó. Dạ. Quay mình bỏ vô lùm ra chứ. Bây giờ đổi số thì không được, đổi email thì là khó kiếm mình á. Dạ. Để luôn giờ bán 50 với 8 đồng. 50 với lại 5 đồng, với răng 55 đồng. Dạ. 55 đồng còn cộng cái tiền sơ việc 3 đồng là 58 đồng một tháng. Dạ. Đó là 60 đi. Mới vừa đóng được 2 ngày. Và trời xuôi nó khiến là tới cái lúc tới gần tới phôi nó không biết tiền đâu mà trả thì thôi, cuối cùng sàng hồi cũng có. Vậy hả? Đó hơn vậy đó. À, tiền phone của anh tháng nhiêu? 58 đồng. Vậy hả? Dạ. Yeah. Yeah. Mới đóng được 3 ngày bữa 10 tây á. Bữa nay mấy tây hả? Đóng bữa 10 tây, bữa nay mới mấy tây? Nhớ bữa nay 11 tây hay gì á. 11, 12 tây gì đó. Ủa, đóng một bữa cách đây 2-3 ngày rồi. Đóng bằng thẻ thì thẻ của mình có sẵn đó, mình đóng á. Dạ. Thì tốn không tốn 3 đồng. Dạ. Còn mình tới chỗ hãng điện thoại á, metro á, mình đóng nó chém 3 đồng từ service á. Dạ. Thì mình có cái thẻ. Có thẻ đây mỏng có tiền, dù như có tiền mình nạp cho cái thẻ mình đóng cho nó gọn hơn. Dạ. Gọi lên đi. Có nhiều cái quảng cáo nó vô làm giả chứ không phải là thật, vô quảng cáo tụi mình ra để mà nó lấy cái info của mình á. Làm việc đó, chia sẻ đó, đứng ngay đó thôi cùng rõ ràng luôn. Trời ơi, em không ngờ là cái chị đó là bạn của anh hồi xưa. Gái lắm nha, đó tóc nó dài qua tới mông luôn rồi. Bây giờ còn đẹp mà. Nó tuổi con ngựa năm 66 là năm nay cũng 55 tuổi ha. Bị vậy rồi, trong gia đình có một đứa hư. Dạ. Trong gia đình nó có một người. Ừ, đúng rồi, phải có một người á. Dạ. Chúng mình là con trai trưởng mà hư chỗ này là mấy đứa em ở đâu ấy đâu, nhưng mà mấy đứa em nó biết được cái thông cảm đó. Mỗi lần mà nói chuyện mà đòi gửi gì nọ tụi nó cản nó được cái cho gửi vậy hả. Đâu, em của anh cũng thương anh ha. Dạ. Dạ. Gọi về nó mừng lắm, mỗi lần mà gọi về nó mừng lắm phải không? Vậy hả. Nên mình đâu có ai quen thân thiết gì đâu, sợ quay không quay đâu có vấn đề. Còn cho bên phía bà già đó có một hai người gọi vô. Yeah. Ở San Diego. Yeah. Mới qua ở Florida mấy tháng xong cái San Diego xong ở không được chạy lên đây. Chạy lên đây là có người quen làm đó. Yeah. Có người quen bên trại á, mới qua đây. Chạy lên đây. Yeah. Đúng mới qua hồi năm 81 ở đây nè. Từ đi vòng hết đó, hồi năm 81 đi vòng hết qua tới đây là năm 82 ở ngay cái chỗ đầu hũ Bình Minh á, bên phía bên cây đường á. Từ đó mà đi bộ về center với lại cái biểu đồ, ngày nào cũng đi bộ chưa. Yeah. Mua được cái xe 500 mới 19-20 tuổi, mua được cái xe 500 chạy mới mua được, chưa có license chạy đụng người ta cái rầm là lần đầu tiên luôn. Năm đứa con rồi. Vậy hả? Năm đứa. Trong có dính anh đứa nào không? Không, có một đứa con nữa, thằng chồng nó là kỹ sư. Con đứa lúc đó mới 16 tuổi nó có. Vậy hả? Anh là người bồ đầu tiên hay không là? Có. Quen người thứ hai thứ ba luôn chứ. Mà lúc đó anh quen chỉ có con chưa? Có đứa. Vậy hả? Nhỏ đó sinh năm 85 rồi. Mà hồi trước chỉ có bị như vậy không? Không, nó húng cái đó vô nó mới bị. Vậy hả? Thấy cũng tội. Mỗi lần mà nó về thăm gia đình đó, bà già nó không về cho tiền, biết nó húng nó không có gì cho tiền. Vậy hả? Cái cảnh này là gì là chờ tới ngày chết thôi chứ làm sao được. Hồi năm 2004 đó, ở đây có một cơ hội nắm một số tiền lớn lắm, 2004 mấy trăm ngàn đó. Mà không biết giữ, đã cơ hội thứ hai rồi mà không biết giữ đó.
2004 á, xuống đây nè, xuống đây vòng vòng thăm cho tiền này nọ cho ra ở đây á. Hồi xưa cứ mỗi lần Tết á, cho không nhiều người nào quen á, biết á, cho 40, 20, còn mấy đứa này không biết cho 5 đồng, 10 đồng, đại khái á. Rồi chứ đi băng cùng và lại đi bố thí. Bây giờ mình không có được giống như hồi xưa nữa. Cơ hội chắc hơi khó trở lại. Cơ hội này nè, cơ hội với thằng đó mà nó kéo lên làm á, để dành số tiền xong mua thêm một miếng đất cho mình đó, cái đó mới cơ hội đó. Đang nghĩ trong đầu nếu mà được vậy đó, làm để dành tiền, số tiền được khá với 20 năm, những bảy vài năm nữa không mua được miếng đất, ví dụ như mua 2 mẫu đó cũng đủ rồi, một mẫu cũng đủ luôn á, một mẫu cũng trồng được một số ít. Trời ơi, cái đó là cái cơ hội mà đang suy nghĩ, nếu mà được gì đó. Cứ 3 tháng, nó nói 3 tháng là phát lương một lần, một năm nó làm 4 mùa mà, mùa 3 tháng đó. Thấy cái cảnh mấy người hút ở đây á, mấy người mà ở dưới đây á, đa số mấy người hút không à, yeah. Không phải là người ta không muốn trở lại cuộc sống đàng hoàng, mà ta không biết phải làm sao á, don't know how to, với lại không có người ở đằng sau để support, bởi vì người ta cứ thả cái cuộc đời trôi đi tới đâu hay tới đó, đại khái. Nhiều khi có những người, nhiều người còn trẻ đó mà người ta không ấy, bây giờ tuổi mà bây giờ là cái số tuổi là 59 tuổi thôi, chết rồi, 59 tuổi giờ làm gì được nữa, điều một cái mình phải giữ gìn sức khỏe mình để mà ấy sống, không ai lo cho mình được đó. Nhiều khi bệnh hoạn phải kêu xe cứu thương tới nó chở đó, chở mình đi á, thì đợi nhà đồ đạc mất hết á, thì đi vô nhà thương có ba ngày thôi là mất hết, không còn gì hết. Trời ơi, bữa bị cái paralyze 2 cái giò, không đứng dậy được, không đi được luôn, bị gao đó. Đồ bị gao là ghê lắm, nó giống như nó bị tê luôn cái chỗ khớp của mình, không co nhúc gì được đó. Nó vô tới liều nó khiêng ra luôn rồi. Mùa hè năm 2019 bị cái trận đó, trời, nằm trong cái liều là 4 ngày trời mà không ai cho miếng nước nào, không ai biết được á. Mình không có la khóc gì được hết. Cuối cùng có con nhỏ mễ đi ngang qua rồi biết nó về nấu cho một miếng ốc miêu với lại một ly nước lạnh, cái tỉnh xậy xong cái gọi nam anh quanh vô đời thương, vô thương về là mất đồ hết, xong ở ngoài đường luôn, ở ngoài đường người ta thấy gì cho đồ mền, quần áo, tiền bạc đời này tôi lên trở lại. Bữa nay tính đi lên thăm nó ở trên đường Bascom á, lâu lên thăm nó, ở lại ngủ lại đêm đó, ăn uống rồi đó, nhỏ tốt lắm. Nó người Puerto Rican á, cũng có nhiều người tốt lắm, và có nhiều người xấu, người ta chỉ giống như là ta mượn cớ để làm gì đó, rồi ta hại mình chứ. Xe này á, mà để hôm câu hở đi nhích một cái là mất đồ chứ. Đèn đuốc nó tháo hết chứ, mỗi lần tới chỗ phải mất hết rồi. Vậy hả? Vậy là cái này là người đâu của đó ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này mà quay một cái đứng dưới đây là mà quay về hơi lục mất rồi. Lấy lẹ lắm. Dạ. Nhưng mấy cái này đáng giá tiền, nó lấy nó bán được 20 đồng bạc á. Dạ. Mấy này bây giờ có hay không có mà bổ coi cỡ nào cũng vậy, cũng phải giữ mấy cái đồ mình xài á. Dạ. Bị mất cái đồ chết điện rồi, bây giờ phải đi kiếm thoát nhật đó, có 30 đồng tiền thoát nhật. Có 30 đồng tiền gift card. Tổng tiền mặt có được đây 10 đồng, 20, 30, được 60 rồi, còn mua được dư sức. Thấy không? Hết xăng rồi, yếu xăng. Người ta không có nghĩ cái Zippo này nó lợi hại lắm. Bây giờ mình cứ đi mua cái hộp quẹt, 2 bắt đầu là 1 tháng mình mua biết bao nhiêu cái hộp quẹt. Dạ, còn cái này mua. Còn cái này mình mua sẵn rồi 25 đồng bạc.
trống với viên đá. Người ta có bán đá không? Bán đá 6 cục đá, đá cho này nè có 4 đồng à. Vậy hả? Đúng không? Rồi cái bình xăng á 4 đồng mà xài cái 5 trời cũng chưa hết nữa. Vậy hả? Đó. Cái đó mà, cái Jippo này không phải là sang trọng, cái Jippo này là tiết kiệm á. Dạ. Nó ghê đó, bây giờ nghĩ tới cái hộp quạt mà mua 20 đồng á, tụi nó một ngày hai một cái gì đó. Là một tháng biết bao nhiêu tiền, 60 chục đồng đúng không? Một năm là bao nhiêu rồi? Dạ. Là 5-600 đồng á. Cái đó là mình tính sơ khởi cái tiền hộp quẹt thôi, là một năm là tính là tới 5-600. Dạ. 5-600 đô đó. Cái người mà invest ấy, mà ta nghĩ tới con đường này, ta ghê lắm biết không? Nó nghĩ tới con đường mà bây giờ mình hút một gói thuốc 10 đô một ngày đi, khoảng 300 đúng không? 300 là 3.600 một năm á. 3.600 một năm này mà bỏ invest vô trong cái tiền mà IOA á, IOA nó gọi là individual retirement account đó, cái tiền mà về hưu bỏ vô biết không, là tiền đó mình bỏ một đồng cho năm một xe đó, ta không biết vô mình bỏ vô 3.000 thành 4.500 bữa nay đúng không, là một năm sau là tiền đó nó lên tới 10 mấy ngàn rồi, rồi từ 10 mấy ngàn một năm sau nó lên 10 mấy 20 ngàn, 20 ngàn rồi tính 20 năm sau á thì lại cái số tiền đó là biết bao nhiêu mình ăn thử không hết. Không hết cái tiền già đó. Chỉ cần 500 bỏ tiền IOA 20 năm sau thôi á. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà đi học cái gì, nó mới có học lớp 1 á. Bây giờ mình bỏ mở riêng một cái account cho nó, dành riêng cho nó đó. Và tới lúc nó 18 tuổi đó, nó có một số tiền lớn lắm. Mình không cần phải lo cho nó. Số tiền trong cái account của nó có sẵn rồi. Nó lấy ra để học hành. Người Việt Nam ít ai biết lắm, không ai biết lắm. Cái tiền đó là nó là cá nhân, mà individual là cá nhân á. Retirement account bỏ vô cái đó, hồi xưa cái này bỏ vô nhưng mà kẹt tiền quá xong cái lấy ra mà lấy ra đó, nó không cho tính tiền lời nha. Ví dụ như bây giờ mình bỏ vô cái account mình muốn lấy ra 500 đó, mà trong vòng một tháng mình trả lại thì không lấy tiền lời, mà qua một tháng lấy tiền lời. Giống như mình mượn lại nó mà đúng. Tại cái trong cái CBI retirement account thì phải mất gần như 25 năm hay sao. Vậy anh cũng tính hay quá ha, nhưng mà tính hay quá làm đủ thứ hết chứ mà cuối cùng mà không xong. Tiền quá không trời xong. Luôn mà cuối cùng rồi. Hồi đó cái tiền mà 401k đó với lại cái tiền retirement account này không bao giờ đụng tới, cuối cùng là phải lấy ra hết. Tiền đó mà để tới bây giờ này á là từ năm 89. 89 đến 13 năm rồi đúng không? Tiền này bây giờ là ngồi ăn hưởng luôn, không hết luôn. Hồi năm 89 mà không chịu lấy ra, bây giờ tiền 401k ăn không hết. Mà hồi đó cứ đi làm cái hạn nó chất á, cái mỗi chất gì nó lấy ra 20% trừ tiền thuế rồi á, mà khi mình đóng cho tiền IOA nó không có trừ thuế, từ thuế ít lắm. Xong rồi 20 cái bọn làm 1.000 đồng lấy 200, 1.000 đồng lấy 200 gì đó, mà suốt từ năm 83 tháng 4 tới năm 89 cũng 5 năm rồi, cũng số tiền lớn lắm, cuối cùng lấy ra hết. Mà hồi nào giờ đi làm, nào giờ chưa biết ăn tiền thất nghiệp là gì. Xong rồi bữa lên online nó nói mày có đủ qualify để mà xin cái tiền này, bởi vì để gặp số quốc cơ coi phải cho đâu đó đàng hoàng chứ không mấy mình lấy tiền bây giờ mai mốt mình nói mình trả nợ không được. Dạ. Bây giờ đang thiếu INS 1.400, hồi đó đi làm khai thuế gian lận biết được nó đòi 1.400. Vậy hả? 1.400 bữa nay không trả, năm sau nó lên đúng không? Oh. Đó. Hy vọng cái tiền mà 1.400 nó sắp vô cho nè. Chắc trả phân nửa trước đi. Yeah. Đúng không? Cái tiền mà thiếu IOS đó, mình không bao giờ mình chạy đâu đó, được với nó đó. Cái thằng kia nó thiếu cân đồng 10 cent mà thôi á, mấy chục năm sau đó, tới mười mấy 20 ngàn á. Dữ vậy đó hả? Yeah. Ghê lắm, cái tiền IOS đó, thiếu nó là ghê lắm, không được đâu. Nhiều khi đó, nhiều người ta không có biết đó, thiếu tiền IOS mà ta không biết. Không có biết được. Bây giờ mình chạy đông vậy á, mình sống mình phải có làm ID đúng không? Dạ. Nó check lên sản phẩm tôi là đã biết mình ở đâu rồi. Dạ. Rồi nó gửi về đòi nợ, gửi qua collection đó. Dạ. Bởi cái tiền thiếu tiền chính phủ IOS là không bao giờ chạy đâu được. Chứ lại cái tiền medical đó không chạy đâu được. Dạ. Nhưng ở đây không có biết xin cái tiền medical cái, để mà đi gặp bác sĩ nhà thương này nọ, không có tiền nó cover luôn medication phải không? Rồi ta không biết. Bây giờ đang xin từ cái độ cái chỗ mà Medicare sắp đổi qua Medicare. Cái Medicare nó đỡ lắm.
cái Medicare là có nghĩa là mình đi gặp bác sĩ tư nhân ở ngoài đó, ở đâu cũng được hết. Còn cái medical là nó khác, nó có hai loại được. Cái loại Medicare nó rất là khó, mình phải có quốc tịch mới được, có quốc tịch mới xin được. Không biết ai cho vui được, thấy ấy rồi để nó hỏi người bạn nó đồng ý không, tại phải hai đứa hùng mà. Dạ. Rồi biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn rồi. Mà ở chỗ đó thì khung cảnh nhà quê nó buồn lắm, rồi từ đó mà muốn ăn đồ Việt Nam phải chạy về sáng hôm rồi. Dạ. Mất một tiếng đồng hồ. Từ đây lên đó là mất 3 tiếng. Vậy hả? Từ đây lên sắc rồi 2 tiếng đúng không? Từ sắc chúng tôi đi lên nữa là 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Dạ. Chỗ đó giống như là nguyên một dãy đất rộng thênh thang, như có 1-2 căn nhà nằm trong đất đó rồi. Thuộc vùng quê rồi ha. Vùng quê, nó quê. Nhưng mà điều ở bên đây có tủ lạnh, đồ đông đá đâu có sao đâu. Dạ, yeah, đây nó có hết. Dạ. Không mà sao làm sao nó dẫn được cái những cái ống điện nước rồi chạy cho lưng cho đó hay ha. Dạ. Mất tiền mấy cái chỗ đó đó. Dạ. Thấy con đường này thì thấy con đường, để con đường này lúc nào cũng đông xe, cũng giặt xe chứ. Dạ. Bữa chạy xe đạp xe này mà xuống chốc với tốc độ nó chứ không phải là 30 mile một giờ, mà cái hàng rào cái đó mà không thấy á, mà không biết sao mà cái xe thắng lại được. Vậy hả? Thắng lại được mà cái xe vừa đụng tới cái hàng rào đó ngã cái bịch và không có bị gì hết á, hên thiệt á. Xong có nhỏ bị trắng với hai chồng nó chạy tới hỏi ở vô kê phải không, đang xuống dốc như nè, quẹo một cái thấy cái cổng chết mà đó là không biết làm sao mà thắng được. Giờ thắng cái này nó cũng lết rồi, hơi không cái xe này thắng không có lâu, mình làm không có kỹ á. Dạ. Thắng nó bị chuột á, chết chết là chết rồi, lo gì thường quá, đầu óc suy nghĩ lẹ tới cái đó đó. Xong biết sao mà trời kia trời xuôi nó khiến sao mà cái xe tới đó tự nhiên nó ngừng cái xe đổ lả vậy nè, đồ đổ hết. Có một kỳ đi Santa Cruz nghe, ban đêm á trời mưa, mưa lớn lắm, chạy bên cái lên trong hết này nè, xong đổi qua cái bên trong mình để vô exit, mình vô lộn exit không thấy cái bảng lại để là do not exit không. Vừa vô cái xít đấy, cái tốc độ 75 mà thấy cái tường ngay chỗ đó, trời ơi, chẳng biết làm sao mà thắng lại được. Nghĩ đang nghĩ là ông kéo xe lại. Vách tường đây, cái mũi xe nó như đây à. Nó như đây à. Xong kia lúc mà lui ra, cái quay chạy tiếp vô cái sàn nấu mì ăn á. Bật cái cốc xe xe ven lên nấu mì ăn. Cái mấy người mà ở đường sau thấy nó chạy theo á. Nói mình là medical. Medical như là người giống như là gì? Medical là cái tiếng Việt bằng cái kêu bằng gì? Là người giống như là không thể tin được á, không thể tin được, không thể tin được á. Medical không có thể tin được, có thể gì? Medical có nghĩa là một cái magic. Dạ, một cái magic giống như là người may mắn á. Dạ. Yeah. Khó dịch ra tiếng Việt. Đó là một chuyện lạ hơn. Chuyện như là chuyện lạ, chuyện rất lạ. Mà không biết sao có nhiều cái á, mình thấy những người nào mà thấy được cái mới biết được, còn những người nào chưa thấy chưa bây giờ tin được đâu. Bữa đó chơi, biết chơi sao á, có ra cho chơi ba cái đồ tụi bậy vậy á, khủng hoảng chạy lên núi Alamrock á, không biết đường chạy luôn, xe không biết đường chạy. Coi như có một chiếc máy bay á, nó gọi là cái loại từ hành tinh khác á nha, nó hạ xuống á. Mà cái máy bay tròn giống như cái dĩa đó, nó có đủ thứ đèn rồi đó. Mà cái mấy người đằng sau chụp được cái tấm hình đó. Trời, cái tấm hình đó bây giờ quan trọng lắm, nó nổi tiếng luôn á. Vậy hả? Không biết sao mà cái máy tự nó hạ xuống. Nó hạ xuống nó làm cho mấy người kia stop á, làm cho mình hết khủng hoảng, giống như nó cứu mình thì sao. Mà cái chuyện này nói là không tin. Bây giờ bữa đi xe phòng cách đây hồi năm vừa rồi á, đi xe phòng ở trên đường Cunningham với King, xong cự lộn với cái thằng đi làm chung với nó đó, nó không trả tiền á, xong mua ra mới ở ngoài đường. Chứ năm vừa rồi cũng có cái chỗ ở đàng hoàng rồi này nọ, mà thằng đó là gạch lớn quá, đi làm không trả tiền, chết rồi không biết sao sống. Tiền nhà mình không có trả, bà chủ nhà đã cho ăn ở phi rồi, bà lấy đồ ăn làm nhà hàng vậy, mình ăn đó rồi ở đó không trả tiền nữa. Ở phòng khách á, cũng quen từ người bạn rồi, nó kéo về đó cho ở đó. Mùa đông năm trước chứ. Mà
lúc mà nó kéo dở rồi đây cái chắc có cơ hội nha, cơ hội đó. Làm sao rồi thằng này nó kêu đi làm ấy. Thì nó dành chút ít tiền mua xe truck gì đó, bỏ ít đồ nghề lên rồi ai kêu đi làm chứ không, cuối cùng rồi không xong rồi phải ra ngoài đường ở trở lại. Cũng là homeless, cũng là chơi ba thứ quỷ này, nhưng mà không phải giống như mấy người dưới đây lâu lâu mới chơi, rồi ai ấy không có chơi mà lặm nằm tại chỗ này nọ. Vì khi sống phải suy nghĩ, phải tự thương một chút xíu, phải có chút xíu 20% 30% cũng còn được, đúng không? Còn mà không biết thương mình là xong rồi. Đi ra kiếm được tiền này nọ về ăn hút rồi cái nằm liệt suốt ngày xuống đây là không được. Ở trong gia tộc nội ngoại không có ai hết, chỉ có mình hư cái chỗ này, từ cơ bạc mà đi ra. Lấy đâu vậy? Bên chạy lại đi. Cái sữa tốt lắm nhá. Hôm 4 tháng 3 còn lâu quá ha. Cái này chắc mới ra rồi. Đó sữa mẹ rẻ, bây giờ mua ở trong đó một galon nó tới như 6 đồng không? Dạ. 6 đồng. 6 đồng á. Sữa một galon 6 đồng á. Có cái nổ này bỏ đồ vô đây cái gọn. Dạ. Có bình sữa này là anh đạp xe đạp đi là khỏe rồi ha. Dạ. Bình sữa sáng vậy là nấu bình cà phê là đi. Dạ. Có hai lò. Dù như mình nếu mà không gấp thì nấu một lò thôi, còn không còn gấp thì mình nấu hai lò tôm với đồ ăn á. Dạ. Mà công nhận ở xứ Mỹ này không có sợ đói ha anh ha. Đồ ăn cho một ăn không hết, nó dục ngoài đường tụi đó. Dạ, em thấy hồ quá chừng đồ ăn luôn á. Đồ ăn đấy là dư chính phủ đồ đồ ăn nhiều lắm. Mà đồ ăn ngon không à? Dạ. Dạ. Ở đây mà chịu khó mà đi lấy đồ ăn nó có nhiều chỗ lắm. Dạ. Food Bank là thứ nhất, thứ tư, thứ năm. Còn Secret Hall thì từ thứ hai thứ sáu. Dạ. Rồi Salvation Army, rồi mấy cái chỗ nhiều chỗ lắm, cứ mỗi một tuần thì mình đi được 5 chỗ là không bao giờ ăn hết được hết á. Dạ. Một lần đem về là có thịt, nó chỉ cho thịt heo với thịt gà thôi chứ thịt bò không có. Dạ. Thịt bò là nó gọi là red meat đó, nó không bao giờ nó cho đó. Nó cho những người ăn mà khỏe khoắn cho mình chứ không cho ăn rồi ăn được. Dạ. Cái thịt bò nguy hiểm lắm biết không? Nó là red meat, nó làm cho cái máu mình nó phì ra, cái bộ lòng mình nó bị có nhiều chất mỡ trong đó, nó làm mình không có được khỏe, mình cứ mình mệt hoài đó. Mỗi buổi sáng mấy người mập á, bây giờ cái đây ít nào cũng không có bằng cái uống cái này nha, uống cái chất là baking soda đó, cái đồ mình để cho vô tủ lạnh cho nó khỏi hôi thối đó, cái đồ baking soda, biết soda không? Dạ. Mỗi sáng thức dậy mình uống một cái ly đó. Là cái chất đai của mình đi hết rồi, chất mà mỡ mình nó đi hết rồi, nó không có đi hết rồi, nó rửa giống như cái ruột á, cái đồ nó bám trong cái thành ruột của mình đó, phải không? Lâu ngày quá nó phì ra đó, mình không biết cách đó. Đây hồi xưa bụng bự eo bự lắm, rồi đi vô gym tập rồi uống baking soda đó, thời gian bây giờ hết uống rồi, bây giờ hết uống. Tính mà không có cái bài thì phải đóng 2 triệu đồng trong cái chim ấy. Có 2 triệu đồng là quá rẻ luôn, vô đó mình tắm, mình tập xong mình tắm, mặc dù là hôm đấy là biết đường là sạch sẽ lắm, có chiếc xe mới được, có chiếc xe mà di chuyển, dù mình ngủ trong xe nó đỡ hơn. Yeah. Ngủ trong xe thức dậy cái vô chim cái là tập chút xíu tắm rửa rồi bắt đầu ăn sáng rồi kiếm gì đi vòng vòng hay kiếm việc làm gì nào. Khổ lắm, gì biết không? Tại vì quay gì đó nó nói nghe rõ không? Dạ rõ. Rõ hả? Dạ. Cái này iPhone mấy? Một. iPhone 10. Bây giờ ra tới 12, 13 không? 12 dạ. Phù, quá dữ rồi.
hồi đó với iPhone 1 đầu tiên đi xếp hàng ngủ trong xe chứ đường dây cơ. Dạ. 2007 đúng rồi. Dạ. Trời ơi, mua được cái phone nó mừng dễ sợ lắm, không dám cho người ta đụng tới luôn. iPhone 1 á. Dạ. Apple nó mới vừa tung ra cái iPhone. Trời, người ta đi xếp hàng mua, tại người ta hãng nó làm không kịp. Dạ. Phải đi xếp hàng mua. Người ta xếp hàng mình tới mà cả 4-5 giờ sáng là chịu thua, không mua được. Vậy trong đó có anh luôn phải không? Phải ngủ trong xe xếp hàng á. Rồi sau này nó ra cái iPhone Tree á, iPhone 2 không có, iPhone Tree xong cái đổi đi, đổi lại iPhone Tree. Nghèo khổ chứ mà chơi sang lắm. Phone này cũng 200-300 rồi rồi. Vậy hả? Nó Galaxy A11 nó mới ra đó. Dạ. Bây giờ là nó khỏi muốn phi đâu, nó vẫn còn chất tiền nhưng mà nó bắt đóng tiền cao á. Đang suy nghĩ là để đi, đang suy nghĩ cũng cái phone này nè, nhưng mà tháng như vậy á là mình phải trả tới 101. Dạ. Tiền sơ và chi tiền trả hàng tháng của đó là khoảng 101. Ban ngày mình có nhiều công việc đi là phải đi. Dạ. Còn thức bất đêm không biết làm cái gì mà thức bất đêm xong ngủ nguyên ngày này là thức dậy không có gì ăn hết. Uổng quá. À, uổng đó, phí thì giờ. Phí phải không? Phí thì giờ. Ban đêm anh ngủ đi, ban ngày nhiều người thức với anh chứ. Bây giờ cao lắm, cho trẻ lắm 12 giờ đi, 12 giờ 8 giờ thức dậy cũng còn đỡ phải không? Dạ. Là mình được 8 tiếng hồi. Bây giờ cho thức tới 2 giờ sáng đi. Ngủ tới 10 giờ. 10 giờ thì cũng còn thời giờ mình đi đây đó. Dạ. Còn thức tới sáng thôi ngủ nguyên ngày. Là dậy cái là tới 4-5 chiều không làm ăn gì được, không có gì hết. Dạ. Giờ anh chuẩn bị là anh đi đâu anh Nguyên? Đi cho giờ đã mua cái đồ chết điện. Okay. Bị mất rồi. Dạ. Cái bình điện xe hơi đó mình chết đem về mình xài cũng được, cắm điện thoại coi phim ảnh, cắm iPad rồi đó. Dạ. Bữa đi quên bọc cái iPad theo. Bị tụi vô lấy rồi. Dạ. Giờ còn thấp đẹp. Thấp đẹp giống cái phone thôi. Dạ. Có một kỳ trời ơi, đồ trong đó. Cái iPad mới toàn rồi. Rồi cái laptop mới toàn luôn. Của Apple á. Mà không biết sao tự nhiên người ta đem trò vậy đó, không biết nữa. Mới vậy đó. Chưa cái activate gì hết. Bỏ bác bạc đi ra tôi xong tụi đệ lễ á, mới vừa dựng xe đạp còn cái xe đạp đâu để bác bạc, nó lấy bác bạc đi luôn. Trời, lúc mất cái bác bạc trời khủng hoảng không biết làm gì, cái đồ là lũ trong đó nó bốc rồi luôn á. Có một con nhỏ này nó người đảo, người USO đó, mình hỏi tốt lắm, mà mỗi lần nó đem đồ chế tới nó cho đó, nó cho đồ mới không rồi. Bữa nó cho 4 dao da mà nó cho lộn, đưa lộn 4 dao da đàn bà đem cho hết. 4 dao da đàn bà đẹp lắm. Nó trị giá không có nhiều nhưng nó cũng phải ít nhất phải trên 100 đồng một cái. Mà mấy đứa này chứ nghĩ chắc nó ôm một cái tiệm. Trong cách nào bỏ tiền ra mà nó mua cái đó nó cho mình được, hiểu không? Rồi đem cho nguyên một cái thùng đồ nữ trang của đàn bà đó. Bông tai, lách, nhẫn rồi đó, mà đồ đó đồ không phải đồ thiệt. Đồ giả làm Hồng Kông á, nhưng mà cũng có số tiền. Dù chiếc cà rã Diamond đại đồ giả đó nó cũng mấy triệu đồng một chiếc vậy đó. Cho nguyên một thùng vậy đó, không biết làm gì, đưa cho thằng kia đi bán, nó chạy luôn rồi. Đưa cho nó bán, mình không có biết đường nào bán. Rồi bây giờ đem ra, nó biết chỗ bán, đem bán đưa nó đi luôn, cho lại luôn. Đi chơi hướng trang là sao? Thằng đó cũng bạn bè quen biết nữa, mình mới đưa nguyên một cái thùng vậy đó, cái thùng mà bỏ đồ dự trữ, bỏ đồ quần áo này nọ luôn một cái thùng vậy đó, mà không biết sao mà hai đứa đó lại nó cho, hỏi sao what happened, nó close the business, yeah, I'm gonna give you some clothes by tomorrow, qua ba bữa sau đem tới quần ông đìa rồi quần số 7 đồ ngon không á, xong mấy đứa ở dưới đây nè thấy như vậy tới lấy hết, xin hết rồi, cuối cùng mình không có một cái quần để mặc luôn, không phải không có quần mặc mà không có cái quần hiệu để mặc á. Rồi quần ống địa, quần số 7 là tiền rồi không mấy đó, 100 mấy cái quần riêng. Mắc lắm, mấy quần nó mắc lắm. Tại nó may bằng tay.
Bỏ đi gần 11 giờ rồi. Dạ. Cảm ơn anh Nguyên nha. Đi 3 chỗ nha. Dạ. Đi 3 chỗ mới về tới đây. Dạ. Em cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Ok. Dạ. Đi rồi vô xe là mình đói làm đi mì. Nhiều đó là đủ anh Nguyên buổi trưa rồi ha. Rồi bây giờ ít khi nào mà ra chỗ đây mà nhà hàng mua một vô đô đô ăn về đó. Có, dạ. Có một cái bà Việt Nam cũng mới quen đây cũng được 20 tháng gì đó. Lâu lâu cái bà mua được ăn Việt Nam bên trên cho bữa bà đem mua cái gì cá bông lau kho tộ gì đó bà đem cho. Rồi bà đi lấy đồ ăn vòng vòng ở đây bà đem tới bà cho. Bà này không biết bà sao bà tốt gì đó. Xong rồi bữa bà... Bà chở ông chồng tới, bà giới thiệu đó, đây là chồng. Dạ. Nhưng mà nhìn ông chồng thấy hiền, đi làm con nó sinh nó đã từ mới quen đây. Dạ. Nếu mà để có thân cái hỏi ông chồng, chia sẻ việc làm á. Dạ. Ông cũng đi làm công thôi. Dạ. Nếu mà ông là chủ là đỡ quá phải không? Dạ. Để coi ông giới thiệu mình đi đi làm. Dạ. Hả? Hả? Anh để. Yeah. Anh để trên đây nè. Đó nhét lên đây. Ê, đụng chỗ. Đây nè. Rồi nhé. Chị đây canh chua kho. Rồi canh chua kho tộ. Canh chua cá bông lau kho tộ nhưng mà nó có phần canh giống như là cá mà cá chả đó. Dạ. Rồi anh Nguyên đi chúc anh Nguyên thuận lộ bình an nha. Đi từ đây tạm cái thơ gẹt mua cái đồ trang điểm. Không được là phải đi Walmart. Dạ. Anh quải như vậy á, nặng anh không ha? Anh có cái máng lên xe đồ được không? Có máng đây được, nhưng mà nó bị cả nè. Hôm bữa chở mấy bình điện nó bị cong á, bây giờ không bỏ vô được. Dạ. Chứ anh quải lên vậy suốt ngày nặng mà. Phải nặng chứ. Ví dụ như anh quải lên chút xíu không sao, nhưng mà suốt ngày á, là nó nặng, nó thấp. Đúng rồi. Đi, nó thấp nhiều thì nó đau dài. Nếu mà đi xa bỏ anh đi. Bỏ đi là phải lấy cái miếng carbon bỏ lên cho nó bằng cái bao bạc nó xè xuống đây đụng dạ, lắm. Dạ. Xe này mấy cái đầu quá. Dạ. Xe này không rẻ đâu. Xe này cứng nha. Dạ, cái xe này không có một không thấy một chiếc giống gì chạy ngoài đường. Dạ. Cái xe này mua mới cũng 3.000 đồng. Dạ. Nó gọi là special loại này cho anh, chạy dữ lắm. Dạ. Xe này chạy tới đâu cũng tới hết. Cái thằng kia nó không có biết trị giá xe này cho nó không có được cần đồ. Bán xe này tính 90 rồi, đưa nó tính 90 rồi. Đưa đó 25 đồng tiền mặt, 55 đồng tiền phí xe. Hồi đó có phí xe bây giờ không có nữa, nó đòi hỏi cái ring kho đó. Nhưng mà đợt này như nó cho lại tại cái bị cái COVID-19 này nó có thể nó cho lại. Vừa có cái hẹn mà không chịu đi á. Có hẹn để xin phí xe lại mà không chịu đi. Dạ. Thôi đi nha người ta. Dạ dạ, em cảm ơn anh Nguyên nhiều. Dạ. Dạ. Chúc anh Nguyên được nhiều sức khỏe, dạ. Công việc thuận lợi nha. Không khỏe là ông đâu lái xe đi được. Dạ. Bây giờ hết thuốc uống rồi phải đi gặp bả để review lại. Dạ. Chứ còn đó bây giờ chung vô đi gặp bác sĩ lấy nó lâu lắm. Dạ. Vô chỗ ở trên khe đó. Dạ. Thì bye nha. Dạ dạ, bye anh Nguyên. Dạ. Cảm ơn anh Nguyên. Video của Lan Vy đến đây xin tạm dừng. Xin cầu chúc các bạn được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.